cả nữa. Ken đừng có đấng flank kiểu đó nữa. Bỏ đi, bỏ flank luôn Ken. Heaven. Hay. Last player standing. 80. Có chó, không sao, có chó. Đừng có đứng hở. Đã mua nó rồi nhưng mà thêm loại, loạn quá. Không biết làm gì. Có chó. Sa Lâm thứ nhì khi nghe lời team thả chó. Và đã bị lộ vị trí. Trong đội của nó sẽ báo cáo mình còn 45 mẫu. Nó biết thông tin mình ở sau này cho nên nó sẽ bắn cái thông này. Mình đang rất yếu rồi cho nên mình phải cân bằng viên đầu tiên. Nó sẽ bắn cái thông và mức độ chuẩn xác đầu tiên. Bước 3 tiếng Anh gọi là gì? Read you like a book. Có nghĩa là đọc suy nghĩ của thằng kia như một cuốn sách. Được. Ôi. Thấy cái gì dùng bắn vô cái đầu nó đã ăn mẹ rồi. Đây, ta click được. Click là gì? Này. Click. One enemy. Hey. Rồi ép ra đều luôn, đi. Đi rồi chứ. Shakabam. Quá, thằng đó nó chạy xuống đó rồi mà còn chắc cái đó nữa. Ta không biết nó có nhìn thấy không. Wow. Em thắng nhận chứ. Đúng. Quá, em xếp là thịnh. Em xếp là thịnh. Chưa lại chê nữa rồi. Mém chê. Hiu kìa. Hết mẹ rồi. Đây. Cái tường nó phải bể mới bắt. Không có tầm nhìn khó chơi lắm. Mình chờ, thầm chờ. Cái nào. Nó Heaven kìa. Đợi tao bắn hơn cái tường luôn cho. Ừ, vô. Bên phải. Copy. Đó, nó phải như thế cho anh Trương à. Reloading. Hai lùi xếp rồi. Cái cao quá kìa.